Vâng, 212 triệu cho một chiếc xe Toyota Innova 8 chỗ ngồi đời 2008 bản G. Một mẫu xe tên tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Một mẫu xe khá là đẹp, rộng rãi, rất ok cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của tôi Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe Innova 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi rộng rãi về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì đây, em sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe vừa rẻ vừa hợp lý như thế này. Đó là một chiếc Toyota Innova 2008 số sàn bản G. Một mẫu xe tên tư nhân biển Quảng Ninh mà giá của nó thì chỉ có 212 triệu đồng thôi. 212 triệu đồng một mẫu xe Innova G quá là rẻ cho anh em. Vậy thì anh chị em nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể nhận được cái video cũng như là cái chất lượng của chiếc xe này. Đấy, anh em nhìn thấy đây, đây là 208, con này nó vẫn là cái form cũ và xe của nó thì vẫn là đẹp. Đúng không ạ? Vẫn là đẹp cho anh em. Biển Quảng Ninh 14A121 11271. Hệ thống đèn của nó rất là sáng này. Đấy, đèn của nó rất là sáng bóng và sạch sẽ anh em nhé. Đèn của nó cực kỳ sáng bóng và sạch sẽ anh em này. Đấy, pha cốp của nó đầy đủ. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Đấy. Một mẫu Innova 8 chỗ ngồi, giá nốt của nó thì khá là mới. Vâng, dàn nốt của nó khá là mới này. À, tất cả bên trong của nó là không có vấn đề gì mục mọt cho anh em. La răng nút nguyên bản theo xe. Hệ thống đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2023. Một chiếc xe khá là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bạn chị em. Vậy thì bà con của bạn chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em để có thể cập nhật được cái mẫu xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua. Đúng ạ, Innova G 208. Đấy, các bạn thấy này, bốn cảm biến phía sau, hệ thống đuôi gió đầy đủ hết theo xe. Đấy. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em để có thể cập nhật về cái mẫu xe mà các bạn đang có nhu cầu cần tìm. Một chiếc xe còn khá là đẹp và rất chất lượng. Đấy. Tất cả hệ thống sơn si của nó khá đẹp. Xe thì em mới vừa rửa nước nã xong để cho các bạn có thể là mua về chi với chạy thôi. Các bạn thấy đây. Đấy. Tất cả hệ thống xi nhan báo rẽ rồi tất cả mọi thứ form dáng của chiếc xe thì còn khá là đẹp và rất chất lượng để cho bà con có thể mua chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bên trong cánh cửa cũng như nội thất của chiếc xe. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên xe và xem phần máy. Cái này thì em vừa mới ngồi chạy thử thôi, dòng Innova thì nó khá là chất và chạy thì cực kỳ đầm và chắc các bạn đây này. Tất cả cái đường keo chỉ của nó còn nguyên zin. À, màu bạc xịn, không có đổi màu nhá. Vâng, hệ thống tam lô tam ly của nó này. Đó. Vâng, hệ thống tam ly của nó này. Lỉ liếc của nguyên bản. Đó. Cột kèo nguyên zin. Cột kèo nguyên zin cho nhà máy sản xuất, trần nỉ nguyên bản, nội thất ghế da. Đó. Có cả đầu đài màn hình rồi. Thảm trải táp lô đầy đủ hết theo xe. Đó. Vậy thì với cái tầm tiền mà nó chỉ có loanh quanh đâu đó hơn 200 triệu một tí thôi. Đó. Hơn 200 triệu một tí thôi là bà con các bạn chị em đã sở hữu được chiếc xe này. Đó, một chiếc xe còn khá là đẹp và rất chất lượng. Đó, rất ok, uy tín cho bà con nhé. Đó, con này thì trước đây nó cũng đang chạy dịch vụ dòng Innova thì hầu như là những chiếc xe như thế này, tầm tiền như thế này thì tiền nào của đấy các bạn nhé. Tiền nào của đấy nó cũng qua dịch vụ hết rồi. Nhưng mà xe của nó thì anh em thấy đây không lỗi này. Tất cả cột kèo đinh bấm của nó còn nguyên bản hết nhé. Cột kèo đinh bấm nguyên bản, nội thất ghế da. Điều hòa 3 dàn độc lập theo xe còn khá là đẹp và rất chất lượng cho quý hàng và quý bà con. À, anh em thấy đây, rất xịn sò. Hơn 200 triệu đồng một tí thôi là bà con đã sở hữu được chiếc Innova G 2008. Số sàn máy của nó là 2.0 bản G xịn, một mẫu xe tên tư nhân biển Hải Dương, về Quảng Ninh. Một chiếc xe còn khá là đẹp và rất chất lượng cho quý hàng cũng như quý bà con. Vậy thì bà con có bác chị em nào đi xem đi anh. Em quay tí cho mày. Bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này, chỉ có 200 triệu thôi, hơn 200 triệu một tí thôi. Gầm bệ của nó đây. À, gầm bệ của nó đây, anh em thấy này. Gầm bệ của nó thì anh em có thể là thấy được. Cực kỳ ổn định. Đấy, lở thất này, rộng rãi, form dáng chất lượng. Đấy. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu Innova, một mẫu xe mà có thể nói là lồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân của Việt Nam, một mẫu xe bền hơn cả cối đá luôn,
và rất là lành và tiết kiệm. Đây là cái dây cam lùi nhé. Và đây là phần cột kèo binh bấm của nó còn nguyên bản hết này. Đấy, tất cả còn đều là rất là đẹp cho mọi người. Đấy, tất cả đều rất là đẹp cho bà con. Bỏ ra số tiền đâu đó chỉ có loanh quanh 200 triệu thôi. Là quý khách hàng cũng như quý bà con, các anh chị em có sở hữu ngay được một cái mẫu xe mà khá là đẹp như thế này. Khá là đẹp như thế này. Đấy, tất cả này, tất cả đều rất là ok. Đấy, rất chất lượng này. Tất cả cột kèo đinh bấm của nó này, gầm bệ máy gầm chất cực kỳ luôn. Đấy. Đó, đây là phần ghế lái này, các bạn thấy ghế lái này. Và một cái mẫu xe Innova G trang bị cả hệ thống túi khí đầy đủ, hệ thống gương kính chỉnh điện theo xe. Tất cả hệ thống táp ly, táp lô, keo chỉ của nó còn nguyên zin. Keo chỉ của nó còn nguyên zin hết theo nhà máy sản xuất này. 208G. Một mẫu xe khá là ổn định và rất chất lượng cho quý hàng cũng như quý bà con của bác chị em. Một mẫu xe khá là đẹp. Đó. Một mẫu xe cực kỳ ok cho anh em. Chân nỉ nguyên bản. Đó. Một mẫu xe không chê vào đâu được. Bây giờ tuần anh sẽ mở phần là máy lên, đổ lên. Đó. Cụm chia ABS này. Đó. Hệ thống túi khí này. Máy chất gầm chắc côn số ngọt này. Điều hòa mát, máy nổ cực êm luôn. Màn hình đầu đài đầy đủ. Đó. Thực ra thì đây là một cái mẫu xe mà em nghĩ nó cũng tương đối là hợp lý cho mọi người. Đấy, tương đối là hợp lý. Cái này thì chạy bằng đĩa DCD, VCD, thẻ nhớ USB và có cả cam hành trình. Đấy, có cả cam hành trình. Đấy, có cả cam lùi và cảm biến lùi đầy đủ hết cho xe anh em thấy đấy thôi. Cam lùi nét căng và cảm biến lùi đầy đủ. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường. Gạt mưa vẫn mức vẫn bình thường. Tất cả của nó là gương kính chỉnh điện hết các bạn nhé. Gương kính chỉnh điện này, lưng hạ kính điện này, lưng hạ kính điện này. Bà con thấy thế nào? Lưng hạ kính điện này rất là ổn định. Tất cả cảm biến dừng đỗ này, rồi là sấy kính này, rồi công tắc gì đây thì em chả biết nữa. Đây là cổng sạc chân, cái sạc này là cắm vào cái cam hành trình này. Và ở đây thì nó có phần điều hòa nhé các bạn nhé. Điều hòa hai dàn này, cực kỳ mát luôn. Mát đến hàng ghế thứ ba và khá là ok. Nội thất thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ rồi. Đấy, tất cả mặt gương chỉnh điện đây, mặt gương chỉnh điện tất cả đều là nguyên bản hết các bạn nhé, đều là nguyên bản hết và vẫn hoạt động bình thường. Đấy, vẫn hoạt động bình thường, quá ok cho quý hàng và quý bà con. Một chiếc xe rẻ như vậy mà có 212 triệu đồng thôi, 212 triệu đồng thôi mà quý hàng, quý bà con, cô bác anh chị em sở hữu ngay được một chiếc Toyota Innova 2008 số sàn, một chiếc xe bản G xịn, đấy, tên tư nhân biển Quảng Ninh với giá 212 triệu đồng. Đây là phần khoang máy chiếc xe này. Đây là cái cụm chia ABS chống co cứng này. Đấy, bản đủ bản G nó phải có cái cụm chia này. Đấy, với những cái phong cũ từ 2012 trở xuống. Và đây, đây là phần tem cứng gập trên khung nhà máy cũng như là phần đầu răng đầu rước của nó, khá là đẹp. Đấy, tất cả này, nội thất khoang máy của nó khá đẹp, máy số cực kỳ êm. Đấy, máy số cực kỳ êm này, 208 bản G mà có 212 triệu. Đó, một cái mẫu xe em thấy là nó cực kỳ hợp lý dành cho tất cả mọi người cũng như quý bà con của bác. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua số hotline 081 606 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp, một mẫu xe chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Một mẫu xe Toyota Innova 8 chỗ ngồi bản G xịn. Một mẫu xe ra đây với giá 212 triệu. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.